Sẽ không quá bất ngờ khi nói đây là mẫu bàn tay có số phá sản, làm ăn thất bại. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ và gửi tới tất cả quý vị và các bạn một cái mẫu bàn tay của một người nữ giới, cũng chạc 40 tuổi rồi. Chắc khi nhìn thoáng qua, các bạn rất dễ nhầm lẫn đây là một mẫu bàn tay có phúc đức lớn, tiền tài nhiều. Bởi vì sao? Bàn tay trông rất là đầy đặn, màu sắc rất là tươi sáng, các gò cũng nổi lên rất là cao, đầy đặn. Nhưng mà sự thật lại không phải vậy. Bởi vì trên cái mẫu bàn tay này có quá nhiều những cái dấu hiệu xấu, nó át chế đi, nó khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này có rồi lại mất, tiền bạc không giữ lại được. Cũng không muốn để mất nhiều thời gian của quý vị nữa, sau đây mình sẽ đi phân tích rõ những cái dấu hiệu khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này làm ăn thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần không có lối thoát. Khi ta nhìn tổng thể bàn tay thì ta thấy các gò đầy đặn, cũng như lúc đầu mình chia sẻ, nhất là gò thái dương này nổi cao này, các ngón tay mập mạp này đều chiều về một hướng này, rất là rõ ràng nhé, thể hiện là người làm việc rất là cần cù, chịu khó và có nguyên tắc rõ ràng đâu ra đó, cũng là người đã từng sở hữu tài sản đất đai cũng như là tài chính trong một khoảng thời gian tương đối là dồi dào. Và vị trí gò thái dương cũng sở hữu đường vân hướng lên như thế này. Đấy, nó cũng thể hiện là người có lộc đất đai và có tài sản. Nhưng trên cái mẫu bàn tay này lại xuất hiện quá nhiều những cái nét bất cập. Điều đầu tiên đó là giai đoạn đầu của đường chỉ sinh đạo, tuy có những cái nhánh đâm hướng lên mang lại sự may mắn, tài lộc, báo hiệu là lúc mới lập nghiệp, chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ gặt hái được những thành công nhất định. Nhưng mà tại cái vị trí này, ta thấy xuất hiện rất nhiều những đường chỉ nó đâm từ gò kim tinh, nó cắt ngang qua đường chỉ sinh đạo. Các bạn có thể thấy rõ nhé, rất nhiều những cái đường đâm nó cắt ngang, nó phá nát cái sự may mắn đó đi. Nó khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này thành công cũng có, mà thất bại cũng rất nhiều. Tiền bạc làm có đó nhưng mà không tụ được lại. Thất bại nó sẽ đến ngay tức khắc khi mà mới có một chút thành quả. Mình đã thấy rất nhiều người cũng rơi vào trường hợp này, làm ăn tích lũy được 2-3 năm, có chút vốn liếng, rồi gặp một biến cố, tiền bạc tích lũy lại biến mất sạch sẽ, không giữ được lại một đồng nào. Có thể do người thân vay nợ và không lấy được lại, hoặc do công việc gặp trục trặc khiến cho cái số tài sản đó không có thể nào cầm chắc trong tay của các bạn được. Những bạn nào đã và đang rơi vào hoàn cảnh như này, nếu thấy trong mẫu bàn tay của bạn cũng sở hữu cái dấu hiệu mình vừa chia sẻ sau đây, hãy đừng chần chừ bình luận ngay dưới video này để cho mọi người cùng chiêm nghiệm nhé. Xem cái lời mình nói có chính xác hay không, có đúng với cuộc đời bản thân của các bạn hay không nhé. Và những đường cắt đó lại xuất hiện rất nhiều, tiếp nối các bạn có thể thấy đấy, rất nhiều nhé. Những đường cắt ngang gò kim tinh. Người nào trên gò kim tinh xuất hiện càng nhiều vết cắt, cuộc đời của họ rất nhiều chông gai, rất nhiều khó khăn, sóng gió luôn luôn trực chờ đến bên cuộc đời họ, khiến cho những cái thành quả gây dựng sẽ không tồn đọng được lâu. Hết khó khăn này lại tới khó khăn khác. Còn người nào mà sở hữu cái gò kim tinh này nó nổi cao, ít vết cắt ngang, cuộc đời của họ chắc chắn sẽ không nhiều sóng gió như những người bình thường. Phần lớn sẽ là những cái điều suôn sẻ. Tuy cũng trên cái gò kim tinh này sở hữu những cái đường vân gọi là đường chỉ sinh đạo đôi đây, nhưng lại xuất hiện quá nhiều những cái vết cắt. Chính vì thế cái đường này nó chỉ hỗ trợ cho chủ nhân mẫu bàn tay này được sức khỏe tốt, cũng như là có một cái tuổi thọ cao thôi, chứ không thể nào hỗ trợ về vấn đề tài lộc cho chủ nhân mẫu bàn tay này được. Bởi vì nét cắt ngang lại nhiều hơn cả đường chỉ sinh đạo đôi. Đây là một cái dấu hiệu vô cùng bất lợi. Tiếp theo nữa, một đường chỉ mình muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn, đó là đường chỉ số phận. Đường chỉ này xuất phát từ ngay cổ tay, vị trí từ rất là sớm đây này. Nó đâm lên tới đường chỉ chí đạo rồi dừng. Đấy, tiếp theo nó lại có một điểm nối khác, nó lại chạy lên tới gò thổ tinh. Khi ta quan sát cái đường chỉ này, ta có thể nhận biết
là người bước ra đời lam lũ va chạm xã hội từ rất là sớm, bởi vì cái điểm khởi nguồn của nó ngay cổ tay, và là người có ý chí rất là kiên cường, mạnh mẽ. Đường chỉ này nó thẳng đâm sát lên gò thổ tinh. Đây phản ánh là người không dễ bị sa ngã, không dễ bị người khác lôi kéo theo con đường xấu, và là người có tính cách vô cùng ngay thẳng. Chính cái tính cách ngay thẳng này nó khiến cho bản thân họ cũng gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc sống, bởi vì hay bị người ta đàm tiếu, nói xấu, đặt điều, thị phi, đủ thứ hết. Chủ nhân mẫu bàn tay này không biết nói những lời ngọt nhạt, những lời dễ nghe, mà thường sẽ nói sự thật, nên sẽ đi ngược lại với đám đông, khiến cho bản thân sẽ gặp vô vàn những sự bất lợi trong công việc, cũng như là những mối quan hệ trong gia đình. Các bạn biết rồi đấy, đâu phải cứ nói thẳng, nói thật mà đã tốt đâu. Bởi vì cái xã hội này, họ thường nghe những lời dịu dàng, mặc dù biết đó là không phải sự thật. Và ta cũng không thể nào bỏ qua, đó là một đường chỉ chí đạo, vị trí mình khoanh đây. Đường chỉ chí đạo này tương đối đậm, sâu. Và cái kết thúc của đường chỉ chí đạo này nó phân nhánh làm hai, các bạn có thể thấy rõ. Thể hiện là người có lộc về kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Đấy. Tư duy của họ cũng rất là sáng, thức thời, đầu óc vô cùng nhạy bén. Nhưng mà chỉ nhờ mỗi cái đường chỉ chí đạo này thôi, cũng không làm lên được trò trống gì cả. Các bạn có thể quan sát những người xung quanh, có rất nhiều người họ thông minh lắm, tính toán rất là giỏi, nhưng mà số không giàu được. Bởi vì sao? Cuộc đời quá ít may mắn, quá nhiều chông gai và gánh nặng gia đình đè lên vai, nên rất khó để phát triển bản thân và không thể nào giàu có lên được. Còn có rất nhiều người, trí tuệ họ chỉ ở cái mức bậc trung, nhưng mà cuộc đời của họ từ nhiều kiếp trước có hành thiện, tích đức, nên kiếp này may mắn cứ ào ào tới, làm chơi mà lại ăn thiệt, nên cuộc đời của họ rất là sung túc, đầy đủ. Trí tuệ nó cũng đóng một cái vai trò vô cùng to lớn cho sự thành công, nhưng mà không phải là tất cả. Tiếp theo nữa, ta sẽ đi phân tích đó là đường chỉ tâm đạo, vị trí mình khoanh đây. Đường chỉ tâm đạo này thì cấu trúc hơi mờ, không có đậm cho lắm. Tiếp theo nữa, cái giai đoạn kết thúc của nó phân nhánh làm hai. Đây cũng là dấu hiệu của người có tính cả nể đây, hay tin người đây, thương người đây, cứ nghĩ xã hội ai cũng như mình đây, lên bước ra đời hay bị lừa gạt lắm đây. Nhiều khi hy sinh cho người khác nhưng mà nhận lại toàn là oan trái, toàn là đắng cay thôi. Đây cũng là một cái dấu hiệu vô cùng bất lợi cho chính chủ nhân mẫu bàn tay này. Khó mà làm việc lớn được nếu mà vẫn giữ cái tính cả nể, thương người đặt không đúng chỗ. Và cùng trên cái mẫu bàn tay này còn xuất hiện rất nhiều những đường chỉ bất lợi khác, nói lên chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ phải phá sản, tiền bạc ra sẽ rất nhiều. Đó là vị trí đường chỉ sinh đạo, mình khoanh màu đỏ đây, các bạn có thể thấy nhé. Cái phạm vi này ta thấy xuất hiện một đường đâm xuống rất là rõ nét đây. Nó đâm xuống gò thái âm. Đây là dấu hiệu của người có số làm ăn phá sản, thất bại. Bởi vì cái cấu trúc đường đâm xuống này rất đậm, sâu, rõ và dài. Cái mốc thời gian này nó có thể rơi tầm xấp xỉ trên dưới 40 tuổi. Là chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ có một lần phá sản rất là lớn, làm ăn sẽ bị thất bại, thua lỗ, tưởng chừng chả còn gì trong tay nữa. Đây là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm nhé, mà không ai mong muốn cả. Tiếp theo nữa, cùng trên cái bàn tay này, các vị trí giao nhau của các ngón tay, ta thấy đều xuất hiện những đường chỉ rất đậm đâm ra. Đây cũng là dấu hiệu người có số phá sản nhé. Và các bạn thấy rồi đấy, tất cả các kẽ ngón tay đều có đường chỉ đâm ra, đều là dấu hiệu phá sản lớn, làm ăn thất bại. Nếu nó chỉ xuất hiện ở một kẽ tay thôi thì cái sức ảnh hưởng của nó không đáng kể. Nhưng mà hầu như tất cả các vị trí giao nhau của các ngón tay nằm ở các kẽ tay đều có đường chỉ chạy ra, cấu trúc của nó rất đậm, sâu và rõ. Chính vì thế, nó khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ phải tán ra bại sản, khó mà ngóc đầu lên nổi. Không biết kiếp trước đã tạo nên cái nghiệp chướng gì mà kiếp này phải khổ đến như vậy. Vừa xem đến đâu, mình lại thương cái chủ nhân mẫu bàn tay này tới đó. Và cùng trên các ngón tay đầy đặn, ta có thể thấy xuất hiện rất nhiều những sọc hướng lên, đâm lên đây này. Rất nhiều nhé. Đây là dấu hiệu của người về cuối đời sẽ có một cái cuộc sống vô cùng khó khăn, túng quẫn,
nợ nần bủa vây, rất là khó khăn về kinh tế, tài chính, rất là vất vả. Đây là dấu hiệu bất lợi lắm. Mình thường thấy cái dấu hiệu này ở những người cuối đời phải sống trong cảnh cô độc, vất vả, không có nơi nương tựa. Cuộc sống phải chịu rất nhiều áp lực về kinh tế, cũng như sức khỏe, tiền bạc. Rất là đau đầu, rất là mệt mỏi cho những ai sở hữu cái dấu hiệu này. Toàn là những dấu hiệu bất lợi trên mẫu bàn tay thôi. Và có một cái điều nó hay đi song hành khi tài chính của bạn đi xuống, làm ăn thất bại, đó là gia đình sẽ thường xuyên xảy ra chuyện lục đục. Cái điều này khó tránh khỏi được. Tiền bạc không làm ra, vợ chồng suốt ngày cãi nhau về kinh tế, vò đầu bứt tai, tình cảm không có thể hạnh phúc được. Cái dấu hiệu này nó cũng thể hiện rất rõ khi ta quan sát, đó là đường chỉ sinh đạo giai đoạn gần cuối. Mình khoanh màu xanh đây, các bạn có thấy không? Nó bị đứt lìa làm đôi luôn. Đây này, nó chạy từ giai đoạn đầu tới đây, rồi tới vị trí này nó đứt lìa luôn. Bắt đầu tới đây nó lại nối theo. Đây là dấu hiệu vợ chồng ở với nhau dễ xung khắc khẩu. Rồi cái nguyên do chính nó là từ áp lực kinh tế, làm không được, vợ chồng suốt ngày vò đầu bứt tai, công kích nhau, nói qua nói lại. Nếu mà không biết nhường nhịn, người sở hữu dấu hiệu này rất dễ vợ chồng phải tan nát và đổ vỡ. Ngày xưa cổ nhân có câu: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tức là cái điều phúc nó không bao giờ nó đến song trùng từ nhiều thứ, hoặc là song hành hai ba thứ một lúc. Nhưng cái điều họa thì nó lại luôn luôn như vậy. Điều họa nó thường ập tới từ nhiều phía khác nhau. Một gia đình làm ăn sa sút thì thường vợ chồng sẽ cãi nhau, rồi con cái hư hỏng, rồi tự nhiên sức khỏe, rồi bệnh tật nó sẽ thường kéo tới nữa. Bao nhiêu cái thứ họa nó thường chạy tới cùng một lúc, nó khiến cho con người ta rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát. Nãy giờ liệt kê một hồi thì thấy mẫu bàn tay này quá nhiều khổ ải. Những dấu hiệu xấu nó tràn ngập trên cái mẫu bàn tay này, thật sự khó có khả năng để mà cứu vãn được. Xin chia buồn với chủ nhân mẫu bàn tay. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.